và một cảm xúc vui tươi khác. Anh là tình yêu của em và anh cũng là cuộc sống của em. Một nhạc phẩm này rất nổi tiếng với tiếng hát của Jennifer. Nhạc phẩm này riêng để tặng cho những người mà đang yêu nhau và cuộc sống của em và Quân thì chúng ta chia sẻ. Đó là những gì mà Jennifer sẽ tặng cho Nelson Octave. Ladies and gentlemen, we are doing. To dedicate this song to you are my heaven and you are my love. This song Jennifer would like to dedicate to you because whoever, you know how to sing and whoever wants to hear someone sing and she is your life and she is your love also. Okay, come on in. I'm here and then you know. Kính thưa quý vị, Jennifer sẽ đến với chúng ta khi mà nhạc cảm rất nhiều. You are my love and you are my life. Jennifer, xin mời. You feel like fantasy.
với Chúa Giêsu. Hình như là chú cháu mình biết nhau gần 7-8 năm và con giữ một tinh thần rất là chuẩn. Thành gì chú không có ngạc nhiên là con là hoa hậu thể thao, đúng không con? Thì bây giờ tất cả quý vị muốn có một tinh thần chuẩn như vậy đó, thì xin quý vị đi ra một cái lớp tập thể dục với cô Trần Thị Phạm. Chú thấy là giọng hát của con á, còn nhiều triển vọng lắm đó con. Nhưng mà con chỉ nổi tiếng ở tư gia của Tony Nguyễn. Từ cấp con hát, tức thì con trình diễn làm cho mọi người nó say mê theo những bước nhảy con. Chú cảm ơn con. Rồi bây giờ kính thưa quý vị, để thay đổi